Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Chủ đề hôm nay chúng ta cùng chia sẻ đấy là cái chủ đề về ứng xử như thế nào đối với một người đàn ông vô tâm. Các bạn ơi, khi các bạn yêu hoặc lấy phải một người đàn ông vô tâm thì các bạn sẽ phải làm như thế nào? Dưới đây là những cái biểu hiện của người đàn ông vô tâm. Biểu hiện đầu tiên đó là với một người đàn ông vô tâm, đó là khi bạn vui, bạn buồn, khi bạn lo lắng bất kỳ một cái điều gì thì anh ta cũng không để ý đến bạn. Cho dù bạn buồn, bạn vui, bạn đau khổ thì anh ta cũng không cần quan tâm. Mà điều anh ta quan tâm đó là những cái thú vui của anh ta. Anh ta chỉ cần quan tâm đến bản thân và không cần quan tâm đến bạn. Không cần biết bạn như thế nào, anh ta chỉ cần anh ta vui là được. Và cái biểu hiện tiếp theo đó là anh ta không dành thời gian cho bạn. Ví dụ như là sau giờ làm, anh ta có thể đưa bạn đi chỗ này, đưa bạn đi chỗ kia, hoặc dành thời gian, ví dụ như là có vợ rồi, dành thời gian chăm sóc con cái, rồi dành cái thời gian để làm các việc nhà giúp bạn. Nhưng thay vào đó thì anh ta có thể là anh ta đi chơi với bạn bè, thì anh ta đi ăn uống say sưa, hoặc anh ta có thể giúp đỡ những người khác mà lại không giúp đỡ cho bạn. Nói chung là những cái người đàn ông vô tâm này thì thực sự là không phải là họ không có tâm, bởi vì chỉ vì tâm của họ không đặt ở nơi bạn nữa. Có thể trước đây họ cái tâm của họ đặt ở nơi bạn, nhưng có thể là bây giờ tâm của họ không còn đặt ở nơi bạn nữa. Chính vì thế mà họ mới là vô tâm. Thực chất là họ có tâm, nhưng cái tâm của họ không còn đặt ở nơi bạn nữa mà đặt ở nơi khác. Các bạn ơi, với một người đàn ông vô tâm thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Trước hết, với một người đàn ông vô tâm ấy thì bạn phải cực kỳ bình thản. Điều đầu tiên là hãy bình thản đối với người đàn ông vô tâm. Có thể là trước đây bạn thường hay quan tâm, chăm sóc, chia sẻ những cái buồn vui cùng đối phương, nhưng khi mà đối phương vô tâm với bạn thì bạn hãy ứng xử như là cái cách mà anh ta đang ứng xử với bạn. Bạn hãy sống bình thản và không cần đến anh ta nữa. Nếu khi các bạn mà yêu nhau mà đối với một người đàn ông vô tâm ấy, có khi đưa bạn đi chơi mà anh ta chỉ quan tâm đến bạn bè mà bỏ rơi cả bạn nữa. Chính vì thế mà nếu mà yêu phải một người đàn ông vô tâm thì bạn hãy sống một cái cuộc sống của riêng mình mà không cần cái người đàn ông đó. Mình nghĩ sau khi mà bạn sống cho cái cuộc sống của riêng mình và không cần người đàn ông đó thì sau một thời gian chắc chắn người ta sẽ cảm thấy có cái sự bất an ở trong cái điều đó, và có thể người ta sẽ có tâm trở lại. Với một người phụ nữ đã có gia đình rồi mà lấy phải một người đàn ông vô tâm thì chúng ta hãy tự chăm sóc bản thân mình, tự lo cho mình. Nếu như trước kia chúng ta chăm sóc cho chồng, chăm sóc cho con, mình có thể làm chia sẻ tất cả mọi thứ đối với chồng, thì nay chúng ta hãy tự chăm sóc bản thân mình và chăm sóc cho con. Hãy làm cho bản thân ngày một tốt đẹp hơn bằng cách là có thể là sắm những cái món đồ mà mình thích, đi những nơi mà mình muốn, hoặc là mình sẽ tự chăm chút cho cái bản thân bằng các cái kiến thức chẳng hạn. Thực ra cái kiến thức thì rất là nhiều, là vô bờ. Vì thế là bạn hãy tự trang bị cho mình nhiều kiến thức hơn, thay vì suốt ngày phải lo lắng cho người chồng, suốt ngày xem mà anh ta đối xử với mình như thế nào, thì mình hãy tự đối xử tốt với bản thân mình trước đi. Sau đấy mình chăm sóc cho mình thành một tốt đẹp hơn bằng cách trang bị cho mình nhiều kiến thức hơn sẽ có lúc dùng đến. Với một người đàn ông vô tâm thì bạn hãy cứ vô tâm như anh ta làm, anh ta vô tâm với bạn như thế nào thì bạn cũng vô tâm với anh ta như thế. Mình nghĩ sau một thời gian anh ta, ví dụ như là bạn suốt ngày bạn chăm sóc cho anh ấy từng ly từng tí một, lo lắng cho anh ấy từng ly từng tí một, khi mà bạn chỉ nghĩ đến bản thân, bạn sống cái cuộc sống của riêng mình, thì chắc chắn rằng anh ta sẽ nghĩ lại. Tự dưng suốt ngày cô ấy cứ phải chăm sóc, lo lắng cho mình nhiều quá, mình thấy nghẹt thở.
Mình không cần quan tâm đến cô ấy mà cô ấy vẫn quan tâm đến mình thì tội gì mà mình quan tâm đến cô ấy. Khi mà bạn không quan tâm đến người ta bắt đầu, anh ta mới suy nghĩ lại. Và anh ta thấy như là mất mát một cái gì đó. Khi anh ta thấy mất mát một cái gì đó, anh ta sẽ tìm cách níu giữ lại. Còn nếu như anh ta thấy điều đó là bình thường thì anh ta cũng chẳng cần phải cố gắng để làm gì. Kệ, mình có mất cái gì đâu. Mình vô tâm, cô ấy vẫn quan tâm đến mình. Mình càng vô tâm đến cô ấy thì cô ấy càng quan tâm đến mình. Và có một điều nữa là phụ nữ luôn phải sống độc lập. Bởi vì khi mà khi mình sống dựa dẫm vào người yêu của người chồng của mình chẳng hạn, khi người ta nói những cái điều mà làm cho mình bực tức ấy thì mình sẽ rất là khó chịu. Hoặc là người ta đối xử tốt với mình thì mình thấy vui, người ta không đối xử tốt với mình thì mình thấy buồn. Chính vì thế phụ nữ cần phải bình thản, cần phải độc lập, cần phải sống cho chính bản thân mình. Điều đó cũng làm cho đàn ông chắc chắn sẽ có một cái gì đó suy nghĩ. Điều thứ hai là bạn phải chấp nhận cái cuộc sống là không có họ. Đó là một cái điều chắc chắn rằng có thể là các bạn không muốn, nhưng mà các bạn hãy phải có một cái như kiểu là có những cái phương án, như cả phương án dự bị cho mình ấy. Cũng có thể là bạn bình thản sống, bạn sống cho riêng mình, sống ngày càng tốt đẹp hơn, người ta sẽ không còn vô tâm nữa. Nhưng cũng có thể là người ta cũng vẫn vô tâm. Thì mình phải làm thế nào? Thì mình phải sống cuộc sống của riêng mình. Mình chấp nhận rằng mình không có anh ta, mình vẫn sống tốt và coi như không có anh ta. Và hãy bình thản mà sống, sống để sống cho riêng mình, chứ không phải là vì cái cuộc sống này thực sự là rất ngắn ngủi. Mà mình cũng không biết là tương lai nó sẽ ra sao. Ví dụ như trong dịch bệnh chẳng hạn, ta mới nhận ra một điều rằng cuộc sống là vô thường. Ta cần phải chăm lo cho chính bản thân mình là điều đầu tiên. Khi mà mình chăm lo tốt cho bản thân thì mình mới có thể chăm sóc cho những cái người thân của mình. Và ít nhất là nếu mà người đàn ông vô tâm thì mình cũng hãy cứ vô tâm giống như người ta đi, để cho người ta cảm thấy có cái sự mất mát. Khi một người thấy mất mát một cái điều gì đó, người ta mới cố níu giữ. Còn nếu mà người ta thấy không thấy mất mát một cái gì cả thì chắc chắn người ta cũng không cần phải níu giữ để làm gì. Thế nên là cái cách mà ứng xử với cả một cái người đàn ông vô tâm đó là mình hãy bình thản sống cho chính bản thân mình. Điều đầu tiên là cần phải sống cho chính bản thân mình, để bản thân mình ngày một tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, ngày càng tự tin hơn, ngày càng có cái giá trị hơn. Khi bạn có giá trị, khẳng định được cái giá trị của bản thân, bạn biết cái giá trị của bản thân thì người khác mới có thể biết được cái giá trị của bạn. Còn khi bạn không biết được cái giá trị của bản thân thì chắc chắn người khác sẽ không biết được cái điều đó. Các bạn ơi, trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái cách ứng xử với cả một người đàn ông vô tâm. Các bạn ơi, các bạn thấy hay, các bạn hãy like, hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả các bạn đó là vì sao mà đàn ông vô tâm. Khi mà bạn đang thắc mắc vì sao người đàn ông lại không quan tâm đến mình, khi mà xem xong video ấy thì bạn sẽ hiểu được là tại sao đàn ông lại vô tâm và mình cần phải cư xử như thế nào. Mình sẽ đưa ra những cái cư xử làm sao để cho người đàn ông có tâm với bạn hơn. Các bạn ơi, trước khi đi vào những chia sẻ của mình ấy, thì các bạn hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ mình cũng như xem những video mới nhất từ mình nhé. Điều thứ nhất khiến cho đàn ông vô tâm với bạn đó là phụ nữ không cho đàn ông biết là phụ nữ cần gì. Phụ nữ bắt đàn ông tự hiểu. Đàn ông ấy thì lại rất là đơn giản. Họ có thể là họ cũng muốn quan tâm đến bạn đấy, nhưng họ chưa biết cách làm sao để quan tâm đến bạn. Mà bạn lại bắt họ tự hiểu thì thực sự thì họ không thể hiểu được. Họ không thể hiểu được cảm xúc suy nghĩ của phụ nữ. Chính vì thế nếu mà bạn muốn đàn ông quan tâm ấy, thì bạn hãy chia sẻ với anh ấy. Nếu như bạn muốn anh ấy có thể làm việc nhà cho bạn thì bạn hãy chia sẻ. Bạn hãy chia sẻ rằng khi mà đi làm về, anh có thể chia sẻ những cái công việc nhà với em ấy, thì chắc chắn rằng cuộc sống của vợ chồng mình chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Hoặc là khi mà các bạn đi chơi với nhau ấy, có thể là đi du lịch ở đâu đó chẳng hạn, người đó không bao giờ mở cửa xe cho bạn.
Bạn mong muốn anh ta mở cửa xe nhưng anh chưa bao giờ mở cửa. Bạn cứ nói bóng nói gió, nói này nói lọ và anh ta cố tình không hiểu. Thì đúng rồi, đàn ông không thể hiểu được những cái suy nghĩ của bạn đâu. Bạn hãy chia sẻ với anh ấy như thế này: khi mà đi đâu đó ấy, anh có thể mở cửa xe cho em trước khi mà em vào trong xe, hoặc khi mà trước khi mà em bước ra ngoài xe thì chắc chắn rằng em sẽ rất là hạnh phúc. Hoặc là nếu mà như làm như thế thì em thấy đàn ông rất là ga lăng đấy. Và chính những cái việc nhỏ nhặt thế làm cho phụ nữ rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Và em rất vui nếu mà anh làm điều đó. Khi mà bạn chia sẻ với người đàn ông và họ sẽ biết được là nếu mà họ làm như này, phụ nữ sẽ vui. Làm thế kia, phụ nữ sẽ không vui. Nếu mà anh ấy lại đồng ý mở cửa xe cho bạn ấy, thì bạn hãy cho anh ấy một lời cảm ơn, ghi nhận những cái gì mà anh ấy đã làm cho bạn. Có thể là những cái việc đó nó không phải là to tát gì, nhưng mà bạn có một cái lời cảm ơn đối với anh ấy để ghi nhận những cái gì mà anh ấy đã đạt được ấy. Thì khi mà bạn ghi nhận những cái điều mà anh ấy làm cho bạn ấy, thì anh ấy có một cái động lực để làm rất nhiều việc ấy, kiểu như là mà khiến cho bạn rất là vui, rất là hạnh phúc ấy. Chính vì thế, nếu mà bạn muốn người đàn ông ấy, người ta không còn vô tâm với bạn nữa, thì bạn hãy chia sẻ những điều mình mong muốn đối với đàn ông để cho đàn ông hiểu được điều đó và họ có cái động lực để có thể quan tâm đến bạn hơn. Điều thứ hai khiến cho đàn ông vô tâm đó là phụ nữ luôn đòi hỏi quan tâm làm cho đàn ông ngột ngạt. Khi mà yêu nhau ấy thì chắc chắn rằng đàn ông cũng thường hay quan tâm đến phụ nữ. Nhưng mà khi mà các bạn yêu lâu rồi hoặc các bạn đã kết hôn ấy, thì đàn ông cứ hứng hở với bạn hơn. Chính vì thế mà bạn cứ đòi hỏi là người ta phải quan tâm đến mình, người ta phải làm như này, người ta phải làm thế kia. Điều đó sẽ làm cho người đàn ông ngột ngạt, họ thì khó chịu, họ không bắt buộc họ phải làm như thế này, phải làm như kia. Nếu mà họ phải quan tâm đến bạn thì có nghĩa là họ tự muốn quan tâm đến bạn, chứ không phải là bạn bắt ép. Bạn bắt ép thì họ sẽ không thích. Nếu mà họ quá là yêu bạn ấy, thì họ sẽ cố gắng gượng ép, đứng chừng nào hay chừng đấy, và họ không có cái động lực để làm cho bạn vui. Cho dù họ làm cho bạn nhưng mà bạn vẫn buồn. Điều thứ ba sẽ khiến cho đàn ông vô tâm đó là phụ nữ nói được nhưng mà lại không làm được. Họ phụ nữ tức giận quá, phụ nữ nói là chia tay, nhưng sau đấy phụ nữ vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, vẫn cứ như là hai người vẫn đang yêu ấy. Hoặc phụ nữ nói rằng em không cần anh quan tâm nữa, em không muốn sự quan tâm của anh nữa. Thế nhưng vẫn muốn người ta quan tâm. Họ không quan tâm, bạn lại bực dọc, bạn lại tức tối. Bạn nói được nhưng mà bạn không thể làm được, thì chắc chắn rằng đàn ông sẽ ngày càng vô tâm với bạn hơn. Nếu mà bạn cứ nói cho có nói thôi, nói yêu anh ấy nhưng mà chả bao giờ thể hiện cái tình yêu của bạn đối với anh ấy. Hoặc nhiều người đàn ông họ cũng cứ nói được nhưng họ không làm được, thì khiến cho phụ nữ sẽ chán. Họ chán thì tất nhiên họ sẽ vô tâm rồi. Điều thứ tư sẽ khiến cho đàn ông vô tâm đó là phụ nữ kiểu mất kiểm soát bản thân. Phụ nữ mất kiểm soát thì sẽ làm cho đàn ông sợ. Ví dụ như là hơi tí là bạn khóc. Có thể là mới đầu bạn cứ nghĩ là khi mà phụ nữ khóc ấy thì sẽ làm cho đàn ông mềm lòng. Nhưng có thể là bạn mới khóc ấy, họ cũng hơi mềm lòng ấy. Nhưng mà bạn càng khóc thì khiến cho người đàn ông cảm thấy là họ sợ. Họ sợ một người chứ hơi tí là họ khóc rồi, hoặc là hơi tí là đòi chia tay rồi, hoặc hơi tí là đòi tự tử. Một người phụ nữ hơi tí là đòi tự tử, đòi chia tay thì chắc chắn đàn ông mới nói họ sẽ sợ. Nhưng sau ấy họ sẽ coi thường đấy. Khi mà bạn khóc, khóc lóc rồi họ sẽ sợ. Họ có thể là họ sẽ quay lại bạn ấy. Có thể bạn dọa tự tử thì hoặc là dọa chia tay, có thể mới thì họ sẽ quay lại. Nhưng họ quay lại chỉ là vì là nếu mà bạn tự tử thật thì họ sợ họ sẽ bị liên lụy, nên họ chỉ quay lại tạm thời với bạn thôi. Cái điều đó sẽ kém cuốn hút và đàn ông sẽ sợ những người phụ nữ thế. Khi mà họ quay lại chắc chắn họ vô tâm đối với bạn rồi. Thế nên là bạn đừng có làm đàn ông sợ bởi vì bạn cứ đòi chia tay, khóc lóc rồi là dọa tự tử người ta. Bạn dọa tự tử, nếu mà bạn có giá trị thì bạn đã biết coi trọng cái giá trị của bản thân, coi trọng cái tính mạng của bản thân. Coi trọng bản thân ý, thì chắc
thì bạn sẽ không không hạ mình xuống. Những cái điều khiến đàn ông sợ đó là bạn đã tự hạ thấp giá trị của bản thân đấy. Điều thứ năm khiến cho đàn ông vô tâm đó là phụ nữ ấy. Phụ nữ không biết yêu một người là rất là ích kỷ. Khi phụ nữ đến với tình yêu ấy thì phụ nữ chỉ đòi hỏi yêu thương, đòi hỏi người ta như thế nào được với mình, người ta phải yêu thương, chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc, đưa mình đi chỗ này, đưa mình đi chỗ kia, hẹn hò chỗ này, hẹn hò chỗ kia. Nhưng phụ nữ chưa bao giờ biết yêu một người như thế nào. Có thể là mới đầu ấy họ họ rất quan tâm, họ chiều chuộng, họ chăm sóc bạn, sau rồi họ sẽ vô tâm. Bạn không hiểu nguyên nhân tại sao, thì đây chính là nguyên nhân mà người ta vô tâm đối với bạn. Đó là bạn chỉ biết yêu thương bản thân mình và bạn rất là ích kỷ, không biết yêu thương người khác. Không chỉ phụ nữ muốn đàn ông yêu thương, mà trong tình yêu thì cần phải có sự yêu thương từ hai phía. Thế nên là khi mà yêu một người ấy, có thể mới đầu người ta chinh phục bạn thì người ta sẽ tìm đủ mọi cách quan tâm và chiều chuộng bạn. Nhưng khi mà yêu rồi ấy, thì bạn cũng phải thể hiện tình yêu thương, quan tâm đối với người ta bằng cách là chúng ta không chỉ đòi hỏi yêu thương mà chúng ta còn mang niềm vui đến cho người khác và làm cho người khác hạnh phúc. Chúng ta cần phải suy nghĩ đến những cái mong muốn, những cái nguyện vọng của đối phương, để từ đó hai người có thể có sự gắn kết đối với nhau. Chính điều đó sẽ làm cho đàn ông ấy muốn quan tâm đến bạn hơn. Vì bạn quá quan tâm đến người đó thì không có lý do gì mà người ta không quan tâm đến bạn cả. Mà nếu mà họ không quan tâm đến bạn ấy thì bạn có thể chọn một người khác để người ta có thể quan tâm đến bạn hơn. Điều thứ sáu sẽ khiến cho đàn ông vô tâm đó chính là phụ nữ phụ thuộc đàn ông cả về vật chất và tinh thần. Thường thì phụ nữ ấy kiểu như là khi thấy mà đàn ông giàu ấy, phụ nữ thường hay thích thì nhưng khi mà phụ nữ quá là phụ thuộc vào tiền bạc của đàn ông rồi thì sẽ dẫn đến phụ thuộc vào và tinh thần. Ví dụ như là có thể là khi mà các bạn hẹn hò ấy thì đàn ông luôn trả một cái khoản, đó là khoản tình phí, thì đấy là chuyện rất là bình thường. Nhưng nếu mà nhiều phụ nữ ấy còn muốn đàn ông chi trả các cái sinh hoạt hàng ngày của cô ấy, mà khi mà mới yêu nhau thôi, chi tiền cho bạn để các bạn phục vụ cái cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn lại còn muốn họ còn phải quan tâm chiều chuộng, và cứ càng như thế thì họ càng chán bạn. Khi bạn phụ thuộc cả về vật chất và tinh thần ở người đàn ông thì chắc chắn rằng họ sẽ không coi trọng bạn, và chắc chắn rằng họ vô tâm là điều rất là hiển nhiên thôi. Mình có thể yêu người ta có thể chu cấp cho bạn, nhưng không có nghĩa là mình phụ thuộc vào người ta. Và điều cuối cùng khiến cho đàn ông vô tâm đó chính là phụ nữ luôn sợ hãi, sợ mất mát một điều gì đó và không làm chủ được bản thân. Khi mà chia tay, có thể là người đàn ông đòi chia tay chẳng hạn, nhưng mà phụ nữ không kiểm soát được bản thân họ, họ thấy họ không muốn điều đó bởi vì họ có tình yêu của người đàn ông rồi. Họ không muốn mất, họ không muốn mất một chút nào cả. Thế nên họ cứ líu kéo, họ sợ quá, họ líu kéo khiến cho người đàn ông mà có thể là mới đầu ấy có thể níu kéo, có thể là người ta cũng quay lại chẳng hạn, nhưng cũng có người người ta quay lại, có người người ta không. Nhưng chính điều đó làm cho bạn kém cuốn hút cực kỳ luôn, và sẽ làm cho đàn ông lạnh nhạt, hững hờ. Có thể là người ta chưa tìm được mối ngon hơn thì người ta cứ lạnh nhạt hững hờ bạn thôi, và người ta tìm được mối ngon hơn thì chắc chắn người ta sẽ tạm biệt bạn luôn. Thế nên là đừng bao giờ sợ mất mát một điều gì cả. Bạn hãy biết rằng bạn có giá trị hơn thế rất nhiều, bằng cách bạn cứ bồi dưỡng bản thân, bồi dưỡng kiến thức và cả tâm hồn nữa. Nhưng trước hết hãy bồi dưỡng cho mình một cái tư thế trong tình yêu, một cái tư thế trong cuộc sống. Chính điều đó sẽ làm cho bạn trở nên cuốn hút hơn và bạn có giá trị hơn. Ít nhất là bạn có giá trị với chính bản thân bạn. Các bạn ơi, trên đây là cái chia sẻ của mình vì sao khiến cho một người đàn ông trở nên vô tâm với bạn. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy like, hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chủ đề hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với cả các bạn đó chính là khi mà bạn yêu phải một người vô tâm thì bạn cần phải làm ngay điều này. Khi mà bạn làm được điều này thì chắc chắn sẽ làm người đàn ông đó sẽ thấy tổn thương, thấy day dứt. Và khi mà thực sự yêu bạn, thực sự nghiêm túc và chân thành với bạn thì chắc chắn rằng họ sẽ có tâm trở lại với bạn.
Trong tình yêu chắc chắn rằng sẽ không ai muốn yêu phải một người đàn ông vô tâm. Nhưng thực sự thì đàn ông vô tâm trong tình yêu không phải là hiếm. Vì thế khi mà đàn ông vô tâm ý, thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là họ vô tâm theo cái bản tính của họ. Họ không có tâm với bạn. Họ yêu bạn chỉ là cho có yêu thôi. Và cái tâm tưởng của họ ấy không là dành cho bạn. Điều đó chứng tỏ rằng họ không có tâm với bạn. Và trường hợp thứ hai đó là người đàn ông vô tâm bởi vì bạn quá chiều chuộng họ. Bạn luôn luôn làm theo những mong muốn của họ. Và họ tự cho mình cái quyền được thích làm gì cũng được. Và họ yên chí rằng cho dù họ đối xử với bạn như thế nào, họ có những cái cư xử như thế nào, bạn cũng vẫn một lòng với người ta, thì người ta sẽ vô tâm với bạn. Vì thế thì khi mà yêu phải người đàn ông vô tâm thì bạn cần phải làm ngay những cái điều này. Điều thứ nhất, bạn cần biết rằng đàn ông luôn có một cái sứ mệnh. Họ là phái mạnh. Họ sinh ra và đã được vinh danh là phái mạnh. Họ có sứ mệnh bảo vệ cho người mình yêu. Và nói thẳng ra ở đây đó là họ sẽ bảo vệ người phụ nữ mà mình yêu. Vì thế bạn hãy đánh thức cái sức mạnh này của đàn ông. Và khi mà thực lòng yêu bạn, thật lòng nghiêm túc với bạn, thì họ sẽ che chở, bảo vệ cho bạn. Còn nếu mà một người đàn ông khi mà họ đã vô tâm theo cái bản tính của họ, họ không có tâm với bạn, thì bạn cũng đừng hy vọng điều gì, đừng trông chờ điều gì ở người đàn ông đó. Bạn đừng bao giờ mơ hồ có thể thay đổi được bản thân anh ta. Yêu phải một người đàn ông không có tâm đối với bạn thì bạn đừng lừa dối bản thân. Bạn hãy chấp nhận sống mạnh mẽ, cô đơn và không cần đến đàn ông. Chính điều đó sẽ tạo nên sức mạnh của người phụ nữ. Cho dù bạn có được tình yêu của người đàn ông hay không có tình yêu của người đàn ông, bạn cũng phải chấp nhận sự cô đơn và cần phải sống mạnh mẽ. Khi bạn có được điều này thì bạn sẽ làm cho người đàn ông có tâm với bạn được hơn. Còn đâu nếu mà bạn không chấp nhận được điều đó thì cho dù như thế nào thì bạn sẽ không bao giờ làm cho người đàn ông có thể có tâm trở lại với bạn. Điều thứ hai là bạn hãy im lặng và bình thản. Khi mà bạn lạnh lùng, bạn im lặng thì sẽ khiến cho người đàn ông hoang mang. Họ sẽ thấy lo sợ. Thay vì bạn khóc lóc, bạn chỉ trích, bạn phàn nàn vì người đàn ông quá là vô tâm, thì thay vào đó thì bạn hãy im lặng. Im lặng, dửng dưng và không quan tâm. Chính điều đó sẽ làm cho ngay cả khi đàn ông họ làm cho bạn đau khổ, thì trước những cái thái độ dửng dưng, thái độ im lặng của bạn sẽ làm cho người đàn ông thấy bị tổn thương, thấy bị day dứt. Bởi vì họ nghĩ rằng khi yêu được bạn rồi, họ chinh phục được bạn rồi, thì họ nghĩ rằng họ có thể làm gì thì bạn cũng vẫn yêu họ, vẫn hết lòng với họ. Họ tự cho mình cái quyền muốn đối xử với bạn như thế nào cũng được. Có quyền, có thể có quyền tán tỉnh các cô gái khác. Nếu như bạn biết được, bạn lạnh lùng, bạn bước đi và rời bỏ họ. Khi mà bạn lạnh lùng bước đi, bạn lạnh lùng rời bỏ họ, thì chắc chắn sẽ làm cho họ thấy say sứt. Khi mà bạn nặng nề rời bỏ, không oán thán, không trách móc, lạnh lùng bước đi với những cái thái độ kiêu hãnh như thế, đàn ông sẽ mãi mãi không quên cái dáng vẻ kiêu hãnh đó của bạn, lạnh lùng bước đi. Điều thứ ba là bạn cần sống tốt và không sợ cô đơn. Đàn ông luôn nghĩ rằng khi mà có họ, họ sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Và họ luôn tin rằng nếu mà không có đàn ông thì phụ nữ sẽ không thể làm điều gì cả. Vì thế, bạn hãy cho họ thấy rằng không có họ thì bạn vẫn có thể hạnh phúc. Không có họ, bạn vẫn đến được những nơi bạn thích đến, làm được những điều mà bạn thích làm. Bạn sẽ xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn có thể đến những cái nơi rất là đẹp đẽ, gặp những người thú vị, kiếm được thật là nhiều tiền. Thì điều đó sẽ làm cho bạn thấy tự tin hơn. Và chắc chắn đàn ông không thể hả hê khi biết được điều đó. Khi họ thấy bạn càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng giỏi giang, thì chắc chắn rằng
họ sẽ thấy tiếc. Họ sẽ thấy tiếc một người phụ nữ như thế. Bạn hãy sống thật tốt, sống thật vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày, để anh ta thấy rằng việc từ bỏ anh ta là cái điều đúng đắn nhất trong đời của bạn. Thay vì cứ líu kéo, cứ chìm đắm trong đau khổ, buồn, thì bạn hãy mạnh mẽ đứng lên. Bạn có thể khóc, nhưng sau đó bạn hãy đứng dậy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và làm cho bản thân xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Cho dù có hay không có người đàn ông thì phụ nữ vẫn cứ hạnh phúc. Các bạn ơi, trên đây là những cái điều mà chúng ta cần làm khi mà gặp đàn ông vô tâm. Họ sẽ có tâm trở lại với bạn nếu như họ thực sự nghiêm túc và chân thành với bạn. Còn đâu nếu như mà bản chất của họ thực sự họ không hề có tâm với bạn, thì bạn hãy bước đi, hãy lạnh lùng bước đi, hãy bình thản ra đi để tìm một cái cuộc sống mới, cuộc sống thực sự, chứ không phải là cứ chìm đắm trong đau khổ, khóc lóc, kêu than rằng cuộc sống này sao lại bất công với mình như thế. Thay vì điều đó, bạn hãy hành động, bạn hãy rời bỏ, bước đi trong im lặng. Bạn không cần phải gào khóc, không cần phải nói cho cả thế giới này biết rằng người đàn ông đó vô tâm, người đàn ông đó không tốt. Bạn hãy bước đi, sống một cuộc đời mới. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy like, hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.